Ok, hả mẹ nhá. Cắn lại cho chị nhá. Ok, quẻ xong rồi nhá. Chị ơi, chị xem giúp em video này với ạ. Kinh nghiệm thương máu luôn là mọi người không nên làm răng sứ. Video này thì chị đã xem rồi. Sau khi mà có cái video này viral trên TikTok thì đã có rất là nhiều bạn gửi tin nhắn về cho bác sĩ. Và các bạn ấy cũng phân vân rằng là giữa niềng răng và bọc sứ thì cái nào tốt hơn. Các bạn ấy cũng gửi tin nhắn cho bác sĩ để xem tình trạng của các bạn ấy thì nên niềng răng hay là bọc sứ. Vì có rất là nhiều bạn quan tâm, thế nên hôm nay bác sĩ sẽ giải thích trên video này luôn nhé. Và tất nhiên bác sĩ cũng sẽ tiết lộ 5 trường hợp bác sĩ cấm bọc răng sứ mà bắt buộc phải niềng răng thì mới cải thiện được 100% tình trạng của các bạn ấy. Vậy thì các bạn hãy xem đến phút thứ 5 để xem các bạn có thuộc một trong 5 trường hợp bị bác sĩ cấm không nhá. Tôi là bác sĩ Lan Anh, chuyên gia chỉnh nha tại hệ thống nha khoa Lạc Việt Intech. Niềng răng và bọc răng sứ hiện đang là hai phương pháp nha khoa thẩm mỹ phổ biến nhất hiện nay. Bây giờ bác sĩ sẽ cho các bạn xem hình ảnh nhé. Đây là hình ảnh bệnh nhân bọc răng sứ được quảng cáo rất hay là cung răng tròn đều, hình thể răng đẹp, màu sắc trắng sáng và thực hiện xong trong vài ngày là đã có thể có hàm răng như ý. Và đây là hình ảnh bệnh nhân đã niềng răng với thời gian điều trị khoảng 2 năm. Vậy thì với những hình ảnh tràn lan trên mạng xã hội và những lời quảng cáo hoa mỹ về bọc răng sứ thì liệu các bạn có thể phân biệt được đâu là răng sau niềng còn đâu là răng bọc sứ hay không? Vì những hình ảnh tràn lan như thế này nên nhiều người không biết rằng nên niềng răng hay nên bọc sứ thì tốt hơn. Vì không có kiến thức y khoa nên mọi người chỉ nhìn vào hình ảnh cuối cùng mà không biết rằng về quy trình làm răng cũng như hậu quả mọi người có thể gặp phải ở mỗi phương pháp. Tuy nhiên, nếu như các bạn hỏi các bác sĩ nha khoa là những bác sĩ được đào tạo tại các trường đại học y khoa trong nước cũng như nước ngoài, đây là những bác sĩ nắm chắc những kiến thức về y khoa nhất, thì các bác sĩ chắc chắn sẽ nói với các bạn rằng quy trình làm răng sứ và niềng răng là hoàn toàn khác nhau và dẫn đến những hệ quả cũng khác nhau hoàn toàn. Như bác sĩ đã nhấn mạnh với các bạn ở những video trước rằng niềng răng thực chất là một kỹ thuật nha khoa dùng để nắn chỉnh răng, khắc phục những tình trạng về sai lệch khớp cắn, đáp ứng những nhu cầu về thẩm mỹ và ăn nhai tốt hơn. Phương pháp này sử dụng các khí cụ chuyên dụng trong nha khoa như hệ thống mắc cài, dây cung mini vít, lò xo và nhiều khí cụ khác nữa. Các khí cụ này kết hợp và bổ trợ cho nhau để kéo răng về đúng vị trí trên cung hàm. Nhưng phương pháp bọc sứ lại có điểm khác biệt cực kỳ lớn. Nếu phương pháp chỉnh nha không tác động trực tiếp vào răng thật thì bọc răng sứ sẽ tác động trực tiếp vào răng thật bằng việc mài nhỏ thân răng chỉ để lại cùi răng. Sau đó người ta sẽ dùng một mã sứ để thay thế cho phần men răng đã bị mài mất. Nói đến đây chắc các bạn cũng đã biết phương pháp nào đang làm tổn thương răng thật của mình đúng không nào? Để hiểu hơn về việc tại sao không nên làm răng sứ, bác sĩ sẽ cho các bạn xem cấu trúc hình thành nên một chiếc răng thật là như thế nào nhé. Như các bạn có thể thấy, đây là hình ảnh mô phỏng một chiếc răng thật với 3 phần bao gồm 3 màu sắc khác nhau. Phần ngoài cùng màu trắng là phần men răng, tiếp theo phần màu vàng chính là phần ngà răng và phần trong cùng màu đỏ là phần tủy răng. Và tất nhiên, cấu tạo của chiếc răng như thế này phải có lý do liên quan đến mặt sinh học. Tủy răng là một phần vô cùng quan trọng, nó như một bộ máy trung ương nuôi sống cả chiếc răng. Để răng khỏe mạnh, không gặp bệnh lý về răng miệng thì tủy răng phải được bảo vệ thật là tốt. Bên ngoài tủy răng là ngà răng có các ống ngà chứa dây thần kinh tạo cảm giác cho răng khi ăn nhai, đặc biệt là khi ăn các đồ như nóng lạnh, chua ngọt và cảm giác buốt răng khi có gió thổi vào. Chính vì vậy, chiếc răng phải có men răng để bảo vệ ngà răng và tủy răng. Để lấy một ví dụ minh họa cho các bạn dễ hiểu thì tủy răng được ví như là một bộ não của một chiếc răng, còn men răng ví như là hộp sọ bảo vệ những phần bên trong dễ bị tổn thương. Nếu các bạn mài hết phần men răng chỉ còn lại phần cùi răng nhỏ xíu thì có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường như sau: ê buốt khi ăn nhai do lộ ống ngà, viêm lợi do xâm phạm khoảng sinh học, và phần mô cứng bị mài quá nhiều có thể dẫn đến viêm tủy, nặng hơn có thể gây nên chết tủy. Tuổi thọ răng không cao, sớm muộn gì những hậu quả trên cũng gây nên hệ lụy mất răng và phải phục hình bằng phương pháp implant như DJ Mie đã nói ở trên. Và sau đây bác sĩ xin đưa ra 5 trường hợp cụ thể nghiêm cấm bọc răng sứ mà phải niềng răng thì mới cải thiện được 100% tình trạng của mọi người và không để lại bất kỳ hậu quả nào. Như bạn này thì cười rất là tươi, tuy nhiên bạn này đang gặp một tình trạng là răng cửa hàm trên thì lại nằm phía sau răng cửa hàm dưới. Điều này có nghĩa là bạn này bị móm hay còn gọi là khớp cắn ngược. Nếu các bạn gặp tình trạng này mà muốn bọc răng sứ thì bác sĩ chắc chắn với các bạn một điều rằng là các bạn không bao giờ có thể hết móm. Với những trường hợp như thế này, nếu các bạn nhất quyết muốn làm răng sứ thì việc đầu tiên phải làm đấy chính là lấy tủy và sau đó sẽ phải mài rất nhiều mô răng, gần như phần mô cứng còn lại sau mài rất là ít. Ví dụ đây là răng trong trường hợp răng móm như thế này, nếu các bạn muốn mài thì sẽ phải mài 2/3 chiếc răng như thế này và đây là một chiếc răng đã chết. Và trong quá trình ăn nhai dễ gây nên các tình trạng như là nứt vỡ răng sứ và dễ rơi răng sứ vì thân răng còn lại quá ngắn. Và đây là điều mà niềng răng sẽ làm đối với những trường hợp răng móm như thế này. Sau đây bác sĩ sẽ cho các bạn xem mô phỏng trên công nghệ X-Magic ở Lạc Việt Intech nhé. Đầu tiên bác sĩ sẽ dàn đều răng hai hàm,
sau đó sẽ cắm 2 mini vít hàm dưới ở vị trí gờ chéo ngoài để kéo lui hàm dưới về phía sau, đưa về khớp cắn đúng là răng cửa trên sẽ nằm phía trước so với răng cửa hàm dưới. Trường hợp thứ hai bác sĩ muốn đề cập với các bạn là trường hợp lệch lạc răng, hay còn gọi là răng khớp khểnh nặng như bạn này chẳng hạn. Đối với trường hợp này, nếu các bạn làm răng sứ chỉ cải thiện thẩm mỹ răng như làm răng trắng lên chẳng hạn, nhưng không thể nào tác động được vào xương ổ răng để sắp đều các răng. Những trường hợp lệch lạc khớp khểnh như bạn này thì niềng răng chắc chắn sẽ cải thiện 100% tình trạng của bạn này mà không để lại bất kỳ một hậu quả nào. Để các bạn có thể hình dung rõ hơn về quá trình niềng răng sẽ diễn ra như thế nào đối với tình trạng răng khớp khểnh lệch lạc như thế này, thì bác sĩ sẽ cho các bạn xem mô phỏng trên công nghệ X-Matrix đang được sử dụng ở nha khoa Lạc Việt Intech. Đầu tiên, bác sĩ sẽ nhổ những răng hàm nhỏ để có khoảng dàn đều các răng. Răng hàm nhỏ là những răng có ít chức năng ăn nhai nhất trên cung hàm. Sau đó, bác sĩ sẽ đóng các khoảng trống, đưa về khớp cắn sinh lý ăn nhai tốt hơn. Trường hợp thứ ba mà bác sĩ muốn đề cập với các bạn là trường hợp răng hô. Đây là trường hợp được rất nhiều bạn quan tâm. Đối với tình trạng của bạn này, có thể nhìn thấy dù trong tư thế thả lỏng môi thì môi của bạn cũng không thể nào khép kín và có thể nhìn thấy răng lộ ra ngoài rất nhiều. Đối với những trường hợp như thế này, nếu các bạn nhất quyết muốn làm răng sứ thì việc đầu tiên mà các bạn phải làm đấy chính là chữa tủy hàng loạt nhóm răng cửa phía trước và sau đó mài rất nhiều mô răng cứng để làm cụp răng cửa, giảm hô. Đối với những trường hợp như thế này, bác sĩ nghiêm cấm làm răng sứ vì sẽ dẫn đến tương lai gần mất toàn bộ răng cửa hàm trên của các bạn. Bác sĩ khuyên các bạn nên niềng răng để giảm hô và bác sĩ sẽ mô phỏng quy trình niềng răng giảm hô trên công nghệ X-Matrix đang được sử dụng ở nha khoa Lạc Việt Intech. Đầu tiên, bác sĩ sẽ nhổ những răng hàm nhỏ trên cung hàm là những răng ít chức năng ăn nhai nhất trên cung hàm để dàn đều cung răng hai hàm, đồng thời kéo lui nhóm răng cửa hai hàm bằng mini vít để giảm hô. Trường hợp thứ tư mà bác sĩ muốn đề cập với các bạn là trường hợp cắn hở. Cắn hở có nghĩa là khi các bạn cố gắng cắn chặt hai hàm vào với nhau nhưng các răng vẫn không chạm nhau. Bác sĩ có thể cho các bạn xem cận cảnh tình trạng răng của chị này là một trường hợp răng cắn hở điển hình. Trường hợp này nếu các bạn bọc răng sứ thì chỉ đem lại hiệu quả đẹp trước mắt nhưng hậu quả về lâu về dài sẽ dẫn đến tình trạng đau khớp thái dương hàm do sai lệch khớp cắn. Với những trường hợp như thế này, bác sĩ sẽ chỉ định cho các bạn nên niềng răng để đóng cắn hở, cải thiện khớp cắn, và bác sĩ sẽ mô phỏng quy trình đóng cắn hở trên công nghệ X-Matrix đang được sử dụng tại nha khoa Lạc Việt Intech. Đầu tiên, bác sĩ sẽ gắn mắc cài để làm đều cung răng hai hàm, sau đó bác sĩ sẽ làm phẳng và làm đều cung răng hàm dưới, đồng thời đóng cắn hở và đóng các khe thưa dưới sự hỗ trợ của chu lên hàm, và đây là thành quả của bạn ấy đạt được sau quá trình niềng răng. Trường hợp cuối cùng mà bác sĩ muốn đề cập với các bạn là tình trạng cắn sâu. Cắn sâu có nghĩa là khi mà cắn lại răng cửa hàm trên phủ quá 20% răng cửa hàm dưới, và đây là một tình trạng cắn sâu điển hình khi mà răng cửa hàm trên phủ quá 2/3 răng cửa hàm dưới. Đối với những tình trạng cắn sâu như thế này, các bạn không nên bọc răng sứ vì kể cả có bọc răng sứ cũng không cải thiện được tình trạng thẩm mỹ mà tình trạng cắn sâu vẫn còn y nguyên như thế này. Với những trường hợp như thế này, bác sĩ vẫn đưa ra chỉ định là niềng răng, và sau đây bác sĩ sẽ mô phỏng quá trình niềng răng giải cắn sâu trên công nghệ X-Matrix ở nha khoa Lạc Việt Intech nhé. Đầu tiên là bác sĩ sẽ gắn mắc cài đi dây cung để làm đều cung răng hai hàm, sau đó sẽ đánh lún răng cửa dưới để giải cắn sâu, đưa về khớp cắn đúng. Là một bác sĩ hiệp hội chỉnh nha thế giới với sứ mệnh đem đến những giá trị y khoa cho bệnh nhân về lĩnh vực răng hàm mặt, tôi xin đúc kết hai điều thực sự giá trị cho những bạn đang xem video ngày hôm nay. Thứ nhất, chỉ định niềng răng là một chỉ định vô cùng văn minh đã được chứng nhận bởi những hiệp hội y tế lớn trên thế giới như WHO hay là ADA về mức độ an toàn của nó. Một chỉ định mà chúng ta có thể bảo tồn răng thật của mình với những điều trị đem lại hiệu quả vĩnh viễn. Thứ hai, điều trị răng sứ là một điều trị có nhiều nguy cơ nguy hiểm tiềm tàng, vì thế chúng ta phải cân nhắc thật kỹ càng để tránh bản thân rơi vào những hệ quả không đáng có, nhất là nguy cơ mất răng vĩnh viễn. Hy vọng với lần chia sẻ này, bác sĩ có thể giúp các bạn đưa ra quyết định nên niềng răng hay bọc răng sứ thì tốt hơn, và xem tình trạng của mình có thực sự phù hợp để bọc răng sứ hay không, hay phải niềng răng thì mới giải quyết được 100% tình trạng của mình nhé. Nếu có gì thắc mắc về niềng răng, các bạn có thể search từ khóa niềng răng trên kênh Lạc Việt Intech niềng răng để xem nhiều hơn những video thú vị về chỉnh nha nhé, hoặc bình luận bên dưới để bác sĩ trả lời chi tiết cho các bạn. Đừng quên like và subscribe kênh Lạc Việt Intech niềng răng để xem thêm nhiều những video thú vị về chỉnh nha nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.